Thưa quý vị, thưa các bạn, bước vào năm đầu triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với kỳ vọng thay đổi bộ mặt, nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Gia Lai đã và đang chủ động triển khai các bước đi nhằm thực hiện hiệu quả chương trình. Câu lạc bộ dệt thổ cẩm Làng Phung, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai được thành lập dựa trên tinh thần tự nguyện của các thành viên. Các hội viên phụ nữ thường xuyên được giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm về nghề dệt, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm thổ cẩm truyền thống. Việc thành lập câu lạc bộ có ý nghĩa trong dạy và truyền nghề, thu hút thế hệ trẻ tham gia, từ đó góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có công việc thường xuyên, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Cái điều mà phát triển nghề truyền thống là rất là quan trọng. Là thứ nhất, bên chính quyền địa phương cùng với mặt trận cũng như phụ nữ của xã thì tập trung xây dựng hỗ trợ cho câu lạc bộ cũng như kinh phí ban đầu để cho chị em xây dựng, cũng như lần kêu gọi Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố, của tỉnh Gia Lai, cũng như vừa rồi là chị Thái Thị Hà, chủ tịch hội của Trung ương cũng vừa mới xuống thăm. Nói chung là cũng tạo điều kiện, cũng hỗ trợ kinh phí cho câu lạc bộ. Như mình là đã yêu nghề từ rất nhỏ tới đến bây giờ, là mình mong muốn là cho cái làng nghề của mình, ví dụ như chị em, là các chị em khác cũng vậy thôi, cũng là mong muốn là nhà nước sẽ tìm ra cái đầu ra là cho sản phẩm cho chị em để bán ra, là thứ nhất. Thứ hai nữa, để là chị em được giữ được cái nghề, là để chị em yêu nghề thì làm ra cái sản phẩm để họ sẽ mua, là để giúp được chị em có cái việc làm. Nghề dệt thổ cẩm được coi là nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Gia Lai, Ba Na và được truyền nối qua nhiều thế hệ. Dưới đôi bàn tay khéo léo, những chiếc váy, chiếc áo, chiếc khăn mang đậm bản sắc dân tộc hiện ra vô cùng rực rỡ. Nhưng theo thời gian, nghề dệt thổ cẩm đang dần bị mai một khi sản phẩm làm ra không tìm được chỗ đứng trên thị trường. Mong muốn của họ là làm sao tìm được đầu ra cho sản phẩm, từng bước khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Cái điều đầu tiên là chị em cố gắng tìm các nguồn ra, để tìm nguồn ra các sản phẩm từ cái truyền thống, mình có thể kết nối với hiện đại để sau này các tầng lớp mình có thể sử dụng được cái nét đẹp truyền thống của người Gia Lai hòa quyện lại cái hiện đại, để mà kết hợp vậy tìm đầu ra nhiều hơn cho chị em hội viên, để chị em có thêm thu nhập, phát triển thêm gia đình. Nhìn cơ ngơi khang trang này của gia đình anh Ia Sốp, làng Ia Nưng, xã Biển Hồ, ai cũng mừng cho gia đình anh. Với hơn 2 hectare cà phê, được sự hỗ trợ của các cơ quan đoàn thể, mà vườn cà phê nhà anh không những giúp gia đình có cuộc sống ấm no, mà còn có cơ ngơi khang trang như thế này. Trước thì nhà thì cà phê theo phong tục quán trước là trồng cà phê nó còn thô sơ, dẫn đến là thu nhập nó còn ít, còn thiếu, chưa được ổn định. Sau này tìm hiểu, trong quá trình tìm hiểu qua mạng, rồi các cán bộ kỹ thuật cũng qua tư vấn, trong các đợt huấn luyện thì cũng thu thập được kinh nghiệm, sau này cũng áp dụng vào các kỹ thuật để trồng cà phê, thay đổi giống, rồi các kỹ thuật chăm bón cho cây cà phê, dẫn đến hiện tại là cà phê nó cũng cho thu nhập ổn định, và trong gia đình thì cũng giờ cuộc sống cũng được ổn định. Không chỉ các tổ chức, các cơ quan đoàn thể hỗ trợ bà con dân tộc làm kinh tế, mà các doanh nghiệp, hợp tác xã tại Gia Lai cũng tập trung tạo điều kiện để bà con dân tộc có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Ở đây là chủ yếu là bà con dân tộc Gia Lai đang là sản xuất và chăm sóc cho cà phê Quyến Gia ấy. Thì cái bước đầu thì bà con dân tộc thì cũng hơi tự ti, không được tự tin cho lắm. Cái bước đầu thì cũng có khó khăn, như đến bây giờ thì đối với những cái công việc chăm sóc cà phê đối với đồng bào dân tộc Gia Lai đây thì là cái công việc chính của họ, không có một cái bước nào khó khăn đến giờ này nữa. Làm cho quen cách đây được 10 năm rồi, nuôi gia đình được ổn định, về lại tiền lương 6 đến 7 triệu. Do anh Quyến tạo điều kiện cho em.
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang tại xã Nam Giang, huyện Đắk Đoa có 110 thành viên tham gia canh tác 80 ha tiêu và 120 ha cà phê. Nhờ mạnh dạn định hướng cho các thành viên trồng theo phương pháp hữu cơ, hướng đến một nền nông nghiệp xanh, sạch, hợp tác xã này đã sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, mang thương hiệu riêng được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao. Mục tiêu hướng tới của hợp tác xã này là canh tác bền vững, mang lại giá trị kinh tế cho người nông dân với những vườn cây được chứng nhận hữu cơ. Hiện tại thành viên hợp tác xã thì chỉ có vài thành viên trong hợp tác xã thôi, nhưng mà thành viên mà làm trong vườn, trong rẫy hầu như là 70-80%. Ở đây là dân tộc Gia Rai và Ba Na, thường bình quân là 6 triệu một tháng, là tới mùa thu hoạch là người ta đi, còn những cái mùa không phải thu hoạch chính thì người ta đi làm lúa. Tỉnh Gia Lai có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,23% dân số toàn tỉnh. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm bình quân trên 3%, phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020, hoàn thành cơ bản 100% công tác định canh, định cư, giải quyết cơ bản 100% tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hy vọng rằng với những bước đi cẩn trọng, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền đến người dân và doanh nghiệp, đời sống bà con dân tộc của Gia Lai sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc.